nghĩa tình miệt thứ, chung tay dựng xây cuộc sống mới. Hôm nay thì chương trình nghĩa tình miệt thứ do trang thông tin miệt thứ thứ 11 thực hiện sẽ đến thăm và trò chuyện với chú Thắng. Chú Thắng là người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, không có người thân chăm sóc và hiện chú đang ở khu phố 1, thị trấn Thứ 1, huyện An Minh. Chúng ta sẽ cùng đi nhé. Cô ơi, cho con hỏi nhà chú Thắng là ở đâu cô? Ở trong đó đó chú. Ở trong đó luôn, cô xa không cô ạ? Cũng đây chẳng 400-500 thước à. Dạ, chú vậy chú Thắng giờ là đi đâu cô? Đi mần cỏ á. Đi mần cỏ là chú mần từ mấy giờ đến mấy giờ? Ông mần 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều mới về. Là trường hợp của chú Thắng là trường hợp neo đơn phải không cô? Rồi cuộc sống của ổng như thế nào cô? Thì mần muốn sống hàng ngày vậy đó, sáng đi mần cho người ta, chiều xin cơm về ăn vậy đó. Rồi con cái ổng ở đâu cô? Không biết con ổng có đứa nào chứ. Dạ. Không có đứa nào chứ, sống mình ơi, nó có trời chứ. Dạ. Vậy là bây giờ là con đi vô trong kia là con chạy sao cô ha? Chạy ngay chẳng gì nè. Dạ. Rồi đây có cái nhà mà te tua mà thiết dựng mà tùm lum tùm la chân lên thêm tầng nữa là nhà ổng đó. Dạ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, mà con không biết có tìm ra không đây. Chị ơi, nhà chú Thắng là nằm khúc nào vậy chị? Nhà chú Thắng là chú ở có một mình đó. Dạ, cái ông mà không có nhà cửa gì hết trơn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, là nhà của chú. Không, cái nhà đó là nhà của người ta, còn có ổng cặp cái nhà to anh đó mà có cái tre, có cái tôm nhỏ xíu à. Dạ, bây giờ hình như ổng không còn ở nhà, ổng đi làm không con chị? Dạ, dạ, để em đến em coi căn nhà như thế nào. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Và đây là nơi ở của chú. Theo thông tin từ chính quyền địa phương thì chú Thắng có nguyện vọng được vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang sinh sống. Và đến hôm nay thì mọi thủ tục về mặt giấy tờ đã được xác lập và hoàn thiện. Và vào sáng chủ nhật tới ngày 4 tháng 4 năm 2021, chú Thắng sẽ được nhóm thiện nguyện chị và em đưa về trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang ở Tân Hiệp để bắt đầu một cuộc sống mới. Hôm nay là có được nhiều đồ ăn nè. Chú mới làm về hả chú? Chú làm từ khi nào đến giờ? 7 giờ buổi đến 2 giờ về. Dạ. Thức ăn này là mình mua hả chú? Hay là người ta cho? Mình mua hả? Hôm nay là mua hả? Là hôm nay là mình đi làm việc gì hả chú? Bữa nay đi đào học mương cho người ta trồng rừng đó. Là ở đâu lần chú? Trên Sáng Tư chỉnh. Sáng Tư là cách đây bao xa chú ha? Kinh hãng đi lên bỏ ngã tư KT1 rồi lên tới Sáng 2, Sáng 3, Sáng 4. Dạ, là chú đạp xe này là đi khoảng bao lâu thì tới chỗ đó? Tới tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Là 6 giờ ra lộ đó là đạp đến chỉnh 7 giờ mấy. Dạ. Bao nhiêu tiếng đó. Dạ. Chuẩn bị biết là chuẩn bị đi rồi, cho nên là miệt thứ 11 là thực hiện một cái clip để ghi lại kỷ niệm những khoảnh khắc của chú ở miệt thứ trước khi mình lên đường.
cháu đi ra là chỉ chấp nhận quay lên chị Lan nè. Dạ, cái này là mà mình có một cái trang Miệt Thứ thứ 11 chia sẻ những cái thông tin về quê hương của mình, về con người của mình cho mọi người ở đây. Dạ, nên hôm nay là thực hiện một cái clip giống như là kỷ niệm cho chú, để mình có cái tinh thần để mình lên trên đó thì người ta hỏi mình ở đâu thì mình có cái clip mình cho mọi người biết là mình đang ở đâu và hoàn cảnh mình như thế nào thì mình lên trên đây mình ở. Dạ, rồi mời chú vô nhà. À, chú ở bao lâu rồi chú? 3 đến 5 rồi. Dạ, trước đây thì mình ở đâu chú ha? Trước thì ở là bướng gì đó. Dạ, chú là quê ở đây luôn hay là mình ở nơi xứ khác đến? Quê quê nội ở chú Mười. Dạ. Còn quê ngoại là. Dạ. Rồi mình còn bà con, còn gia đình gì không chú? Gia đình chú thì không có, nhưng ở Đồng Thanh nào giờ cho bà con thì chú có nội thì có gốc có nguồn chứ. Dạ. Thì cũng phải có chú cậu mà mấy người đó đi hết rồi, chết dạ. Hết rồi. Dạ. Còn đáng giai anh em con cậu phận gì thôi. Dạ. Rồi cuộc sống mỗi ngày hiện tại bây giờ của chú như thế nào, chú có thể kể cho bà con nghe được không? Cuộc sống của chú thì hiện tại bây giờ thì lớn rồi mới thấy là lớn tuổi thì mới sau này đi làm có thể ăn bệnh hoạn gì kia để lo công làm ăn chỉ có nhiều đó thôi. Hiện nay có sự kiện nhà nước có mở cái chính sách đi khu dưỡng lão đó, người dạ. Chú mới đăng ký đi vào đó để dồi dưỡng sức đường, cũng năm hai năm thì chú cũng đi nhưng mà đi sớm thì cũng nhà nước giúp đỡ cho thì càng tốt. Dạ. Từ đâu mà chú biết cái thông tin này? Hội trong khu phố thị trấn hội họp. Dạ. Và khi mà chú biết thông tin này thì chú quyết định là chú sẽ đi liền luôn hay là chú phải suy nghĩ, phải đắn đo? Không có được nghe họp đó là nghĩ là có mình có độc thân mà không còn ai được tự nữa. Như từ đó thì cha còn cha còn mẹ thì hơn, còn do anh do chị thì chắc ai làm mấy ăn, còn dòng họ bà con thì chỉ giúp đỡ chỉ cho bữa cháo thôi chứ đâu có nuôi mình hoài đâu. Dạ. Mình định là chú ở đây mình chỉ làm mướn gì đó. Dạ. Làm cái chú xin đi. À, chú ơi, chú có biết ở trên đó thì mình sẽ có cuộc sống như thế nào không? Trên đó thì nếu mà chú lên thì có cuộc sống ổn định thì vui chứ đâu có suy nghĩ gì. Dạ. Vài ngày nữa là chú sẽ rời khỏi Miệt Thứ và mình sẽ có một cuộc sống mới. Thì chú có điều gì còn suy nghĩ, còn trăn trở hoặc là còn quyến luyến ở Miệt Thứ không? Nếu mà con người xa chỗ nào quen thì đi tới luôn thì có khi cũng phải nhớ thôi. Nhưng mà thời gian nhớ là cũng phải quyết chức dựng năm, hai năm mới mở đi chứ không phải dễ dàng. Vì cái quá khứ, kỷ niệm hay dĩ dãn đó chỉ là sống sò thôi. Chứ rồi còn nhớ hoài là chỉ nhớ cha mẹ thôi. Nếu cha mẹ mất thì phải nhớ hoài. Dạ. Mất thì phải nhớ hoài. Dạ. Như vậy là mình cũng mong muốn có một cuộc sống mới. Sống mới. Dạ, mà mình không phải bận tâm về những cái chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày. Mình muốn những cái ngày tháng tới là mình vui vẻ sống phải không chú? Đi đem bán đồ chợ vô. Mà đồ chợ vô đó là cái nào mà ăn ăn rồi mình nấu ăn ở đâu chú hả? Nhà bếp ở đâu chú? Dạ. Tôm với cái to vậy thôi. Dạ. Mà thường chú đi làm nó thì đi ăn cơm ta rồi ăn cơm vậy ăn chứ nấu. Dạ. Có nhà ở công có nấu được. Đó là cá. À, cá này là mình mua ở chợ hả chú? Cá đó là đi làm nó rồi ăn chứ để đó là cho mấy con mèo ăn đó chứ. Dạ. Cái đó hôm qua đó là chú cơm dư còn ít nữa qua chợ. Nó
là ăn hầm ăn cơm người ta đem về. Nói dạ. Cảm ơn đó, chú khách vô nè. Dạ. Làm nào cũng ăn cơm ba bữa sáng rồi này, buổi trưa ăn cơm, buổi chiều cũng ăn cơm đem về, không ăn sớm, bị ăn sớm thì ngay đói. Dạ. Đem về cái tấm lửa nghỉ ngơi mà hết mệt mới ăn được. Dạ. Một ngày thì thu nhập của mình đi làm như vậy thì khoảng bao nhiêu hả chú? Mỗi năm ngoái năm kia chú làm có 100 mà. Rồi dưới chiều người ta cho chị ngủ. Rồi 100 ngàn với chị ngủ đó, rồi năm nay lên được 20, 120. Làm rồi Tết về đâu được nữa, nghỉ nhiều. Làm đâu cũng cỡ tháng à, cộng lại rồi Tết về không tháng. Dạ. Rồi mình có tiết kiệm được đồng nào không chú, hay là mình làm như mình rồi mình chi tiêu như sinh hoạt hết? Có bệnh ngủ với chú Út thôi, ít đi chơi cũng quý xa qua lắm. Nên thành ra làm về ngủ à. Dạ. Thành ra có tiền lặt vặt xài mua nhang ung mũ, bị không có điện đó rồi bắt đầu mới về đốt thức rồi coi ba cái truyền hình rồi nè, tivi nè, bằng cái bát đó. Tức là chú có một cái radio hả chú? Cái iPad hay radio? Cái này nè. Dạ. Thành ra là chú đăng ký vô người tháng. Cái này là chú mua hả? Mua. Dạ, chú tiết kiệm bao lâu thì mua được cái này? Rồi làm có tháng là mua được cái rồi. Vậy hả? Tháng lao động là mua được cái rồi. Dạ. Thành ra nó tới 2 triệu mấy, sim không 3 triệu. Nhưng mà ở đây không có điện rồi chú sạc bằng cách nào? Đi làm nhà ta đỡ sạc. Dạ. Dạ. Mà với chú là thu nhập như vậy là ít đó, mà bây giờ mình xài một số tiền lớn để mình mua một cái iPad như vậy thì chú có phải suy nghĩ nhiều không? Chú nghe tin tức thật sự với phim này kia nhạc rồi bấm tinh thần. Dạ. Buồn não gì, chú Hoàng nghe được cái đỡ buồn ngủ nghỉ đi thôi rồi buồn ngủ gì đó. Chứ không có gì tiếc hết trơn. Xong mình phải nghe tin này kia, mỹ kia hay nhạc rồi phim này kia coi cũng mê coi lắm. Dạ, tức là cuộc sống mình có khó khăn cỡ nào và chăng nữa thì tinh thần của mình cũng phải khỏe. Tinh thần phải dồi dào, tham hiểu những cái giải trí trong cái sự sầu muộn của mình đó. Dạ. Cuộc sống lạnh như cô độc, cô nhờ có anh bác đây là bạn tinh thần để giải trí trong những đêm làm mệt mỏi này kia rồi ngủ để yên giấc thôi, đỡ buồn tủi trong một mình trong căn nhà. Dạ. Thời trẻ thì chú cũng ham muốn vợ lắm chứ, nhưng làm số duyên không có, nên cha mẹ mất thì cô độc. Có nhiều người nghĩ chú là đi chơi liêu lỏng không biết làm ăn này kia, thành ra không ai dám gả. Rồi gia tài nghèo cũng không có gì hết, ai giúp đỡ nâng vô để lập gia đình được. Nên thành ra bây giờ chú đã 60 mấy tuổi giờ mới ở vậy tới giờ luôn. Thành ra là giờ đi có cuộc sống gì đó chú đã quen rồi. Có buồn là những buồn những đêm vắng nơi xa nhớ cội nguồn nhưng bên ngoài bên nội thôi, chứ còn sống gì những cái gì rồi chỗ nào thân thiện mến thương thì còn suy nghĩ nhớ thôi. Người nào thương chú á, cái con coi giờ chú nghĩ thế nào đi, rồi thời gian nếu mà ở chổng quen rồi cũng quen người này kia thì thời gian nó cũng tái sinh vui trở lại. Dạ. Hay quá chú, chú rất là truyền cảm hứng cho con luôn á. Con cứ nghĩ là người nghèo họ sẽ tập trung vô chuyện ăn uống hoặc mặc hoặc là đi học thôi, nhưng mà ở với chú thì chú lại tập trung vô tinh thần. Thì cái này là suy nghĩ mới đây hay là lâu rồi chú? Chú từ năm mà chú vào cái lương kia rồi đó là thằng trắng đen đó. Dạ. Chú đã coi rồi, nên thành ra chú lắm. Thấy có video chuyện của quán cà phê rồi đó, coi video rồi bằng video bằng đĩa đó. Dạ. Thành ra tới đĩa không và đĩa không còn nữa là chú xài này là cũng có chút gì không được, đeo cái đó coi để thường có phim gì. Dạ. Cảm ơn chia sẻ của chú rất là thú vị luôn, con rất thích luôn á. Cái thuốc mình chỉ có về là không đủ là tắt nước. Dạ. Nhưng mà nước nó mặn thì sao chú? Cái mùa đó hẳn dài đó. Dạ. Là tháng mưa hứng như đầy rồi. Dạ. Rồi thành ra nó là cho được. Dạ. Cái thùng đó là mình đựng nước mưa hả chú? Nước mưa. Nhưng mà mùa này không có mưa rồi mình phải làm sao? Hết nó đổi. Mình phải đổi. Cái nó thường xuyên nó vô đây mình đổi nó luôn mừng mấy ngàn vậy đó. Vậy là nước đó mình dùng để nấu ăn. Nước dạ. Nấu ăn chứ khi không có thì kẹt cũng lắm luôn. Dạ uống. Rồi tắm giặt thì mình xài nước sông hả chú? Chú chơi bộ đời. Chơi tắm như cái kiểu dân như cũ biển thôi. Dạ. Rồi giặt cũng là nước mặn không? Áo đi làm mà. Dạ. Giặt cả 3 buổi rồi xong. Dạ. Vậy đó. Vâng. Sinh hoạt vậy đó, là về là chú cho sách vậy đó là xong rồi đó. Dạ. Là nghỉ ngơi rồi đó. Chuẩn bị có thay đồ, thay này kia rồi. Ăn cơm chiều rồi xong rồi nằm rồi. Ngồi nghe nhạc hay có phim gì. Chú ơi, chú đã chuẩn bị những gì để mình đi lên đó mình sống hả chú?
Rồi chú có chuẩn bị đồ đạc gì để đi chưa? Dạ, đồ căn nhà này sao chú? Nhà chú cũng để chị luôn à. Giờ chú tính ngày mai rảnh là tháo bớt trái này, chừa trái sau rồi dọn dẹp cây với con nạp lên trên cho gọn mà thôi. Là cứ còn mấy bữa nữa ngày mai bắt đầu làm cho rồi tháo cái máy này trước nè. Dạ, tức là mình cũng sẽ làm lại cái nhà cho nó tươm tất tí xíu rồi mình để lại đây, rồi mình lên kia mình sống, rồi lâu lâu mình có dịp mình về mình thăm. Đó, đúng. Dạ, rồi. Có chủ nghỉ ngơi bữa hai bữa rồi đi lên trận. Dạ. Con thì con rất là mong muốn chú có một cuộc sống mới vui vẻ và mình sẽ có rất là nhiều niềm vui trong cuộc sống, và từ đó mình sẽ có rất là nhiều niềm vui trong cuộc sống, và từ đó mình sẽ làm được rất là nhiều việc có ích hơn nữa chú nha. Rồi con cảm ơn chú với cuộc trò chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Chúc chú có nhiều sức khỏe. Thôi tôi thì mấy chú là cũng thừa hành làm nhiệm vụ đây quay để làm chí giúp của chú phấn khởi thêm tinh thần và cảm ơn mấy cháu đã nhiệt tình đội xuống với An Minh này để quay đoạn phim đó để trao dồi cái cuộc sống thăm hỏi của chú thì cũng cảm ơn. Rồi con chào chú luôn nha chú.